Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Đây là một lô đất mặt tiền đường thông, phù hợp làm kho xưởng, giá bao rẻ luôn. 18 triệu một mét thôi anh chị ơi. À, chỗ đây là thành phố Di An thưa quý anh chị. Và hôm nay em Hải sẽ ghi hình cho anh chị mình một lô đất giá rẻ nằm trên mặt tiền đường thông nhưng mà chỉ có 18 triệu một mét. À, lô này không chỉ ở mà có thể làm kho xưởng cũng rất là ok. Với một diện tích cũng tương đối là ok đó quý anh chị. 226 m vuông. Đây. Sổ hồng riêng anh chị nhá. Lô đất này này, lô đất nằm giữa hai căn nhà này quý anh chị. Thì em sẽ review chi tiết để toàn thể quý anh chị cùng xem và cùng tham khảo về bất động sản này. À, tất cả bất động sản bên em chia sẻ và review là có sổ, anh chị yên tâm nhá. Lô này nhá. Đó. À, nằm giữa hai căn nhà này. À, hai bên thì nhà người ta xây rồi, lô đất mình nằm ở giữa. Chỗ đây xây tự do thoải mái anh chị nhá. Xây nhà tạm cấp 4, một lầu 2 3 lầu đều được anh chị nhá. Đường này là đường thông hai đầu, đường rải nhựa hẳn hoi, đường đẹp luôn. Chỗ đây là phường Tân Bình, thành phố Di An. Đường phía trước đó là đường Nguyễn Thị Tươi quý anh chị nhá. Đó. Đường cắt ngang phía trước đó đó. Chỗ này ra đó tầm 100 m thôi ha. Đó là mình sẽ gặp đường Nguyễn Thị Tươi quý anh chị nha. Em sẽ quay chi tiết để toàn thể quý anh chị mình xem. Đường này đường xe tải ok luôn quý anh chị. À, đường xe tải ok luôn nha, đường cũng tương đối là rộng lớn á. Đây xung quanh này người ta ở kín hết rồi quý anh chị thấy không? Đó. Chỗ đây là phường Tân Bình, thành phố Di An. À, bên em nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào mà có nhu cầu mua bán hay ký gửi thì cứ liên hệ kết nối bên em, số điện thoại em Hải góc trái màn hình. Hướng này quý anh chị. Hướng này mình ra đường vành đai 3, đường Mỹ Phước Tân Vạn đó quý anh chị. Đó, chạy một đường thẳng này thôi. À, đâu đó loanh quanh 500 m quý anh chị ha, là mình ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, ra đường vành đai 3. Lô đất mình ở đây. À, à, lô này tổng là 225 m². Sổ hồng riêng. Sang tên bất cứ lúc nào nếu anh chị mình muốn xem xong video đi xem bất động sản, đi xem đất thấy rẻ mà thấy phù hợp mua được thì mình có thể sang tên luôn. Đó là nếu anh chị muốn. Tại vì bất động sản bên em chia sẻ là có sổ hết quý anh chị yên tâm nha. À, có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Thì lô này mình ở hoặc là xây kho xưởng cũng rất là ok. Tại vì cái đường này nó cũng tương đối là ok. Đường thông hai đầu và đường rải nhựa. Đường này cũng đẹp đó quý anh chị nha. Đó. Và mức giá rẻ, giá chỉ có 18 triệu một mét. Thì đây là một mức giá khá là hấp dẫn quý anh chị ạ. Khá là hấp dẫn nha. Đấy. Ở khu vực thành phố Di An nằm trên mặt tiền đường thông như thế này mà chỉ có loanh quanh 18 triệu một mét là rẻ rồi. Đấy. Nếu mà xây nhà ở cũng đẹp, xây kho xưởng cũng đẹp. À, anh chị nào mà yêu thích lô này thì vào việc luôn, giá là 18 triệu, tính ra đâu đó là 4 tỷ tròn ạ. 4 tỷ tròn quý anh chị nha, cho lô đất này nha, nằm trên mặt tiền đường thông này nha. À, ngoài ra thì bên em cũng có rất là nhiều bất động sản tương tự. À, nếu anh chị nào mà xem video này mà thấy bất động sản này vẫn chưa phù hợp với bản thân mình thì vẫn có thể liên hệ cho bên em sẽ gửi thêm những bất động sản khác cho anh chị mình xem nha. Đấy, bên em có rất là nhiều bất động sản đa dạng lắm quý anh chị ơi. Đó, đây. À, vô tình có chiếc xe tải này quý anh chị thấy không? Đó. Rất là rộng nha quý anh chị thấy không? Tưởng tượng chiếc xe chạy qua nhưng mà vẫn còn rất là rộng rãi và thoải mái đó quý anh chị ha. Đường thông hai đầu bao đẹp luôn. Rồi, vậy là một lô đất mà phù hợp làm kho xưởng hoặc có thể xây nhà cũng được nhưng mà giá chỉ có 18 triệu, tính ra là 4 tỷ cho lô đất 225 m², ngang 5 m quý anh chị nha, ngang 5 m nha. À, nếu anh chị nào yêu thích lô đất này thì liên hệ ngay cho em Hải số điện thoại góc trái màn hình. Ngoài ra anh chị nào mà có nhu cầu bán bất động sản thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình nhá. Bên em cũng nhận mua bán ký gửi luôn. Đó.